Xin chào tất cả các mọi người nhé. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 2 token có ký hiệu là GGBL. Các bạn để tham gia dán các bạn click phần link mô tả, mình mở cái Telegram và bấm nút start chat bot nè. Đây website nữa các bạn vào mà tìm hiểu thông tin các bạn. Khi tham gia ai góp các bạn sẽ nhận được 2 token giá hiện tại khoảng 10 đô các bạn. Rồi bấm vào continue nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh chơi lời như thường lệ nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dán chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn join vào nè. Có cấp cha không ta? Không à. Có cấp cha hay gì các bạn ơi. Rồi các bạn gặp theo cái chữ cấp cha chúng ta các bạn. Các bạn gặp chữ cấp cha các bạn. Gọi chữ cấp cha. Thôi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Rồi join tiếp kênh trailer nữa nè. Rồi follow thì các bạn theo word thì các bạn follow và đi tiếp với ba người bạn các bạn. Theo word các bạn theo dõi này các bạn đi tiếp với ba người bạn các bạn like bài đầu nè, các bạn tiếp chứ là đi tiếp chứ comment nè. Rồi các bạn test cho ba người bạn của mình nha các bạn test ba người bạn thường lệ của mình nha các bạn. Công mình là Minh. Một nè. A còng Go. Hai nè. A còng Gina. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Để mình tìm người bạn. Rồi ba người bạn bấm test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn mở Telegram ra, gọi theo word thứ hai, join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại đi. Rồi các bạn follow theo word like and report cho bin bot nha các bạn. Nó mình kiểm tra coi chừng hai kênh nha tất cả các bạn. Rồi cũng nguồn group này các bạn ơi, các bạn cũng like và tweet nó là ông bài nha các bạn. Các bạn cũng like cái nè, rồi bạn cũng tweet lên cái nè. Rồi các bạn cũng test lại cái các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn mở Telegram ra, các bạn bấm vào ship mini tên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái địa chỉ username Telegram, các bạn vào setting copy cái địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Để test không lẽ là làm iDrop. Rồi các bạn điền username theo word các bạn. Là để test, để test mà không lẽ không về con nào sao. Rồi các bạn gửi địa chỉ với RC mua với chocolate máy xe wallet nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. Đâu rồi. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn lấy đường ghép mà chị, rồi các bạn bấm vào xa tiếp đi kiểm tra số cần ta kiếm được nha các bạn.
Rồi mình đã nhận được 2 tốc cần nha các bạn. Các bạn lên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân nữa. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.